rất nhiều cái thực phẩm mà có thể có ảnh hưởng đến cái chức năng sinh lý của nam giới. Trong đấy thì nó có thể hỗ trợ về những cái vấn đề sinh lý của nam giới như là cải thiện cái chất lượng tinh trùng, rồi là cải thiện cái vấn đề rối loạn cương, vấn đề xuất tinh sớm của bệnh nhân. Thì một số cái thực phẩm mà chúng ta biết đến nhiều là ví dụ như là những thực phẩm đến từ động vật. Chúng ta có thể biết đến như là cái hải sản này. Hải sản thì điển hình nhất đấy là hàu. Trong hàu có giữ rất nhiều là kẽm, rất là tốt cho ấy việc tinh hoàn nó hoạt động, sản sinh tinh trùng. Cái thứ hai nữa là những cái loại hải sản như là cua, như là tôm hoặc là cá thu, cá ngừ vân vân. Đấy, nó cũng có những cái chất dinh dưỡng là giúp cho cái tinh trùng phát triển tốt hơn. Đấy, giảm cái lượng oxy hóa trong tinh trùng xuống. Rồi, cái nhóm tiếp theo liên quan động vật, ví dụ như là trứng này, như liệu như là thịt bò, thì trong này thì có chứa rất nhiều cái chất dinh dưỡng hoặc là những cái chất oxy hóa, vitamin tốt cho cái tinh trùng có thể là phát triển. Đối với nhóm mà liên quan đến thực vật, chúng ta có thể biết đến ví dụ như là gừng, vì chúng ta biết đến là gừng có cái tính nóng, có thể giúp cho là cái mạch máu tăng cường cái hoạt động hơn và tăng cấp máu cho dương vật, dẫn đến là cải thiện cái vấn đề là cương dương ở nam giới. Hoặc là một số cái nhóm như là hành tây này, rồi là các loại hoa quả và họ cam, họ chanh chẳng hạn, trong này có chứa rất nhiều cái vitamin C đấy, và vitamin C thì lại rất tốt cho cái tinh trùng của nam giới. Rồi tiếp theo chúng ta có thể kể đến đấy là dâu tây, đấy là bơ, rồi đấy là măng tây chẳng hạn. Những cái nhóm thực vật này cũng bổ sung rất nhiều cái chất dinh dưỡng và chống oxy hóa trong tinh hoàn cho nam giới.